alo xin chào các bạn mình là Lê văn lộc và đây là cái video mà mình quay trong lúc mà mình đang vừa mới đi làm từ công ty về nó rất là mệt mỏi nhưng mà một một người chị em đã nhà mình làm video bên chỗ ảnh viện áo cưới các bạn đây là người chị em phương linh này người chị em này làm bên ảnh viện áo cưới nhé thì nhà mình làm một cái video ảnh viện áo cưới các bạn ạ thì mình sẽ nhân tiện đây thì mình sẽ làm một cái hướng dẫn là làm sao để các bạn làm được một cái video ảnh áo cưới làm một cái video ảnh áo cưới trình chiếu ảnh chỉnh à, chiếu ảnh thì mình đã làm rất nhiều các video chỉnh chiếu ảnh như thế này rồi thì mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn làm một cái video nhé thì ở đây là chị gửi cho mình những cái ảnh đây à, thì những cái ảnh này các bạn biết là cái ảnh đã chỉnh sửa và được ghép rồi thì nó là hai cái và một thì uh, chúng ta nên cắt ra cắt ra là thành đơn như thế này Đó, thì nó sẽ cắt ra nhé cắt ra thành đơn thì để nó chạy cho nó được nhiều ảnh mình sẽ mình sẽ chuyển nó ra ngoài rồi chúng ta chuyển chúng ta cắt ra thành đơn nó chuyển hết ra ngoài này. Đấy, cái nào này có một bước rồi Rồi, cắt ra Rồi thì các bạn Ờ, giữ hết cả hai Giống nhau, có thể hiểu rồi Mình sẽ sửa cái tên nó đi Sửa tên nó bị trùng tên rồi Rồi, bây Thì giờ mình sẽ xóa hai cái này đi Thì um, các bạn cài cái phần mềm uh, này vào nhé Nếu bạn nào mà không có ấy phần mềm thì các bạn cứ cứ gửi qua mail cho mình nhé Thì mình sẽ sẽ sẽ, ấy, um, sẽ, sẽ gửi cho các bạn Hoặc các bạn kết bạn Zalo đi Mình nhiều việc quá đôi khi mình bận ấy Mình không để ý được các gà mai của các bạn đâu Thì các bạn kết bạn Zalo với mình nhé Chào mình cái lung tung ở đó bây giờ Nào bây, bây giờ thì mình sẽ cắt cắt ảnh nhá. Thì cắt này mình sẽ dùng pen nhá. Ở đây tiện những bức ảnh mà mình không cắt ấy, thì cái số lượng nó rất là ít. À, cặp đôi này có lẽ là đầu tư ít tiền chụp. Họ gần như họ không có đầu tư gì mấy chỉ có vài cái này thôi. Đó, à, họ không đi ngoại cảnh ấy, thì nó không có nhiều ảnh thì chúng ta phải cắt ra. Ta cắt ra. Thì à, mình sẽ dùng cái phần mềm pen này. Rồi, mình sẽ dùng cái công cụ của nó ở đây. Sao đấy nó bị giấu đi chán thế nhỉ? Rồi mình sẽ cắt lấy cái này. Con chuột X, con chuột A. Rồi mình kéo sát vào đây. Rồi, mình cho nó thành một cái ảnh riêng. Rồi, đây. và mình sẽ xây vào S, xây vào E thì mình sẽ xây vào đúng cái um, cái cái file đó. Chúng ta sẽ chỉ đặt nó đây. mình sẽ đặt đổi tên cho nó đi. Rồi nó sẽ thành một cái ảnh khác rồi. Mình thu nhỏ lại. Mình căn chân V. Rồi nó sẽ ra cái ảnh vừa nãy mình vừa mới cắt. Thì mình sẽ đổi tên tiếp đi. Rồi. rồi. mình đã cắt được một cái này. Bây giờ mình sẽ cắt hai cái thì bạn nhìn là cái cái này và cái này nó giống nhau không? Có một cái thì mình sẽ chỉ là lấy một cái ra thôi. Nó chỉ là cái này là có rồi. Mình sẽ lấy cái hôn tay này thôi. Cái hôn tay này. Thì nó rất là nâu. No. Thôi mất công tí. Thì mình uh, vẫn nhận cái một cái video này mình vẫn nhận là 50.000 một video thôi các bạn 50.000 một video và làm một video dài khoảng tầm 20 đến 30 phút Đó. 30 phút trung bình là mình thường làm 30 phút tôi là ít ảnh quá thì buộc làm 20 phút thôi 20 phút thôi. hoặc 25 phút 25 phút nó 5 6 bài hát 25 phút là 5 6 7 hát thì đâu không làm nhiều quá thì đặc biệt là làm cho chị Phương thì lại có một cái rất là nhàn các bạn ạ này có một cái rất là nhàn ở chỗ là chị Phương chị không bắt viết chữ vào video thì có những khách hàng khác thì họ muốn làm phải viết chữ vào video thì vẫn cái giá đó thôi nhưng mà mình sẽ phải viết chữ vào video viết viết thực ra thì nó không phải viết nhiều nó chỉ viết cái tên của người vợ chồng ở trong đoạn đầu của video để làm cái gọi là giới thiệu giới thiệu vào thôi nó không là nhiều nhưng mà dẫu sao thì bớt được công đoạn nào thì cũng hay công đoạn đấy chị Phương chị không cần thực ra thì nói đúng là bây giờ đấy con người thì yếu thì người ta không có um, không có cái um, chụp ảnh ảnh cưới này người ta không có, có có chụp nhiều, thực ra người có điều kiện thì người ta vẫn chụp. Thế nhưng mà người mà không có điều kiện ấy hoặc là họ muốn tiết kiệm ấy thì họ không 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 có 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 chụp ảnh đâu các bạn. Bởi vì là ảnh này nó không hay bằng người ta việc người ta đi quay video, tưởng là người ta làm cái video video ngày cưới, phim ngày cưới đấy. Rồi là sau khi cưới xong họ để cái tiền chụp ảnh này họ đi toàn trang mật thì nó tuyệt vời hơn là chụp ảnh ngày cưới đôi khi thì chụp ảnh ngày cưới nó không cần thiết lắm vì đôi khi chúng ta đâu có thời gian rảnh để để xem lại những cái ảnh cưới này đâu chúng ta chỉ xem lại một vài hai cái khái thôi à. nhưng mà chúng ta có video nó sẽ chúng ta cũng có cái gì nó cũng hay hơn toàn cảnh hơn chụp ảnh này thì gọi là có một vài cái ảnh để bàn như đôi này là làm đúng cái tính chất như vậy một vài cái ảnh để bàn một vài cái ảnh treo tường và một cái ảnh to thế thôi để làm kỷ niệm thế thôi nó đầy đủ nên là đầy đủ các bạn ạ. không cần phải đi ra ngoài không cần phải chụp mãi đâu mãi đâu nó thực ra thì làm như vậy nó cũng khá là, tốn kém à, tốn kém nhưng mà nhiều người, người ta có điều kiện người ta vẫn làm các bạn ạ? làm cái album người cưới đối với họ thì nó lại là ý nghĩa thì họ làm hôn nhau này hôn nhau này cắt hết rồi bây giờ mình sẽ vào phần mềm này thì trước khi mình sử dụng cái phần mềm Pro đấy các bạn nhớ là cái phần mềm này họ cái phần mềm này là phần mềm nước ngoài, họ không có phần mềm của Việt Nam, cho nên là các bạn phải để cái file cái tiêu đề file này, tên tất cả các tên trong ảnh này, thì là tiếng Anh hoặc là chữ hoặc là số ký tự gì đó ừ. mà không có dấu, không phải là ký tự đặc biệt, thì cái phần mềm này nó mới đọc hiểu được. Chúng ta sẽ kích vào giờ nhé, mình làm lại quên mất. Đây, đây là cái chức năng này, chúng ta kích vào giờ. Các bạn kích cho mình vào giờ nhé, giờ rồi cần con này thì chúng ta sẽ chọn những cái effect ở đây thì ở đây thì nó sẽ không chọn gì cả vì nó là all effect tức là tất cả các effect thì các bạn có thể chèn thêm effect khác các bạn có thể chèn thêm bằng cách download bên dưới nhưng mà mình sẽ dùng cái effect mặc định thôi mặc định của, của phần mềm này thôi và mình sẽ load vào đây Đó. các bạn ấn phần add content này ấn Ctrl A này rồi ấn open này Đó. mình làm như vậy khoảng tầm 3 đến 4 lần bình thường là làm 4 lần để cho video dài khoảng tầm 20 đến 25 phút tầm độ. Nhưng mà 30 phút thì mình sẽ làm 5 lần nếu với số lượng ít ảnh như thế này. Nhiều ảnh thì mình chỉ làm 3 phút lần thôi. Rồi, bồi, lần thứ từ, từ nhé Thực ra nó chỉ là nạp lại những cái ấy thôi. Add content này, Ctrl A này, open này. Hoặc các bạn ấn Enter cũng được. Thì nó sẽ nốt nốt vào. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo là ta sẽ ấn continue and preview nhé Thì à, à, cái này đấy nó nhanh hay chậm cái nó chạy nhanh hay chậm là do cái cấu hình máy tính của các bạn nhé cấu hình yếu ấy thì nó sẽ chậm mà cấu hình à, khỏe thì nó sẽ nhanh một chút thì các bạn sẽ nhìn thấy này đây là 3 phút mà đây là 20 phần trăm thì là nhân 5 lần lên thì nó sẽ video ra khoảng tầm 15 phút thôi đó. thực ra là chị rất rất vội rồi các bạn đây này chị gửi cho mình à, chị gửi cho mình là lúc nào nhỉ lúc 2 giờ đêm lúc đó là đang ngủ rồi ai biết được đó thì bây giờ mình mới làm cái việc cho chị ấy. mà chị bảo chiều nay lấy nhưng mà mình phải đi làm ấy. rồi video này với ý mục đích của mình là đang thiếu 7 đến 8 phút thì mình sẽ lấy lại một nửa kéo đến khoảng tầm một nửa này Đó. ấn ship bởi vì là 17 mà. 17 chia 2 đến 8 phút này bạn thấy chưa hai mình sẽ chôn C này rồi mình căn chôn V thì nó chỉnh chiếu lại thôi mà Đó. được 25 phút rồi nhé bây giờ mình sẽ chọn lại chọn nhạc thì các bạn sẽ thấy là cái phần cái phần bên dưới này là phần sao check này Rock Music Here này các bạn kích chuột đúp chuột vào đây rồi ạt nhá ạt này ạt sao khi ạt sao file chúng ta đây mình sẽ chọn nhạc nhé rồi mình sẽ làm lại em các bạn ấn ạt này ạt sao file này rồi các bạn chọn những cái file các bạn để nhạc này thì mình sẽ chọn vào đây còn mấy bài nhạc quen thuộc này ánh nắng của anh với free wi này bài nhạc nhẹ nhàng hơn cả yêu này bạn hãy mới ra này nhạc ca chị này thì không cho nhạc mạnh chỉ cho nhạc nhẹ thôi chọn tiếp ba bài hai bài rồi. ngày hạnh phúc đi có mai nó phải sai đi bài này mai năm này... bài, này... bài đấy năm bài này, em chọn một bài nữa nhá chọn bài đây love to be love by you ok ok rồi mình sẽ xem là năm bài này nó sẽ đến bao nhiêu thời gian Thì các bạn kéo về đây nhé Kéo về đây này Còn máy cuối cùng là máy nước Thì chúng ta sẽ thấy Đây Chúng ta sẽ nhìn thấy cái tia sóng nhạc này Đó Tia sóng nhạc Thì chúng ta sẽ thấy là nó vẫn còn thiếu Chúng ta sẽ copy thêm một tí nữa Đó Copy thêm một cái này một tí nữa Thế nên là đủ rồi cái này có vẻ xấu thì mình xóa cái này đi xóa đe ấn đen lên đe, đe, đe nhé đây Thực ra này nó không, không có gì cả, gì cả. À, Mình sẽ cho cái Đây là cái giới thiệu vào đầu tiên Ở à, đây mình sẽ lấy cái này Cái này sẽ đẹp hơn Rồi mình sẽ cái giới thiệu đầu tiên này Mình sẽ thường để là 15 giây nhá 11 đến 15 giây Tùy các bạn Cho nó dài dài ra tí Rồi Thì cái này mình sẽ thấy là Nó vào nhạc và có tiếng rồi Bây giờ mình sẽ Chỉnh sửa cái này Thì cho nó đẹp Bởi vì cái này nó là intro Nên chúng ta sẽ trao chuốt non tí Rồi To hơn một chút này Đúng chưa? đổ mở hơn một chút này, to hơn một chút nữa đi, thôi toàn quạt, được rồi, cái này đi, cái này mình sẽ để thế này, bông hoa chủ yếu này bông hoa đúng không? cái ý đồ của cái này nó cũng là nấy bông hoa, đó, nấy bông hoa, rất đẹp luôn, ok, rồi rất đẹp, coi nào, rất đẹp luôn, thử nhá. Các bạn có thể kích vào cái này, cái này, ta sẽ xem luôn, toàn màn hình rất đẹp luôn. này mà lên máy chiếu thì rất là ok đấy. thưa, mình sẽ không trao chạy nữa bởi vì nó chạy nó sẽ bị 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 lỗi bản quyền. <laughs> các bạn. Anh đây, tôi... đó, đơn giản như vậy thôi. là chúng ta sẽ có cái video và việc chúng ta sẽ xuất video, xuất video nhé. thì ở đây đấy các bạn sẽ bật mạng lên, các bạn phải có internet nhé. cái yêu cầu phần mềm này khi bạn xuất video thì các bạn phải nhớ bật mạng lên. sau đó bạn sẽ kích vào public nhé. public, các bạn kích cho mình Vimeo nhé. Vimeo nếu các bạn không bật mạng lên thì các bạn chỉ xuất được brule nhé các bạn xuất cho mình vào đây mà vào đây thì nó sẽ khó thao tác Thì các bạn nhớ là bật mạng lên này Và các bạn xuất cho mình email nhé email sẽ cực kỳ dễ thao tác luôn Các bạn Cái này là mặc kệ nó Các bạn kích xây rồi Rồi các bạn đặt tên cho nó này Mình sẽ đưa vào đúng đoạn, đây Mình sẽ nêu cái tên 2525 25. Đúng cái tên mà biết ở ngoài Album 2525 25. Thế thôi Và mình enter Rồi và nó chạy luôn Đó, Xuất file cũng vô cùng dễ với cái cái pháp với cái pháp nhé đó thì khi các bạn xuất ra là xong rồi là các bạn chỉ chờ đợi là nó chạy thôi thì cái thời gian xuất này nó nó phụ thuộc vào cái cấu hình các bạn rồi, mình sẽ hướng dẫn như vậy thôi nếu các bạn nào muốn sử dụng cái uh, phần mềm này sâu sắc hơn thì sẽ có những video khác thì mình hướng dẫn như vậy để các bạn có thể tự làm cho mình cái video trình chiếu ảnh thật là nhanh là dễ dàng Đấy. Nếu còn các bạn nào mà người hoặc còn nhờ nhờ mình thì cứ chuyển cho mình 50.000 một video vậy thôi à, mình hỗ trợ vậy thôi đây tiền điện thôi Nha, rồi à, cấu hình của mình cũng tương đối khỏe đâu. nó chỉ báo là một tiếng là sẽ render xong rồi rồi một tiếng nữa thì sẽ có video cho chị ấy. rồi mình cảm ơn các bạn đã xem video nhé hẹn gặp lại các bạn ở video khác